trong khi tu tập như vậy mà nó hiện tượng nó vậy đó, thì mình biết mình nuôi lại, mình cứ tu nhiều, tu quá sức của mình rồi, rồi mình cứ thấy như vậy, rồi cái tới chừng đó cái hôn trầm thì nhiên nó dồn dập, nó đến trí tuệ thắng, thì giờ làm sao tao tu được? Chính cái hành động đó là cái hành động tu rồi đó. Mỗi mỗi cái điều kiện sống mà trong thiện pháp đều là cái sự tu hết đó. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi bây giờ tới giờ tôi đi kinh hành mà giờ bắt tôi ngồi đây thì tôi làm sao tôi đi kinh hành được. Thôi dẹp cái giờ đi kinh hành đi, giờ này nó ăn cái cột này, bây giờ tao ngồi đây tới chiều tao lo tu cái tâm từ tao đi. Mỗi con mối tao bắt từ con, tao bỏ trên tay nè, tao đem ra ngoài gốc cây kia, tao cho mày ra quải ở kia, chứ đừng có ăn cái nhà tao sập là mai mất tao không có ở. Nhưng mà con có làm nó chết đâu, phải không? Con đem nó ra ngoài cái gốc cây mục kia, con bỏ nó lên đó, nó ra đây ở đây ăn cây mục nè, chứ đừng có ăn nhà nha. Thì con cứ bắt từng con gấp con đem ra ngoài kia, nó không có chết con nào hết đâu. Mà cái hành động mà con làm cái đó chính là con tu tứ vô lượng tâm đó, tâm từ đó. Mà tánh nó không có ăn sập nhà mình mà mình là tỏ ra cái lòng thương yêu của mình rất lớn, không có hại chứ. Còn này mình vội vàng thôi tao quét lại cho rồi, tao vô tao đi kinh hành, chứ ở đây mà tao ngồi tao canh vậy tao làm sao tao tu được. Không, mấy con đừng có nghĩ cái điều đó, chính cái đó mới là giải thoát nhá. Phải không mấy con? Mỗi mỗi cái sự sống của mấy con đều là cái sự tu tập, thực hiện được cái lòng từ của mấy con, thực hiện được cái hành động tỉnh giác của mấy con. Mà mấy con làm cái chuyện mà nhẹ nhàng như vậy là tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác còn hơn mấy con đi kinh hành tỉnh giác đó. Mấy con nhớ không? Những cái lời thầy nói đó, đây là cuộc sống mà, cuộc sống chung đụng với nhau, tất cả sự sống, thương yêu sự sống. Cho nên con thấy văn hóa truyền thống nó dạy chúng ta không những thương cái loài vật mà thương cái hạnh phúc của loài vật. Có hiểu chưa? Bảo vệ được cái sự an ổn cho chúng sanh nữa. Rồi bắt đầu đi con, còn hỏi gì không con? Con à, bây giờ con thì theo thầy thiết nghĩ là con nên thư giãn ra, bởi vì con bị tưởng nhiều đó con thư giãn ra, rồi con dùng đi kinh hành của con đó, con chú ý giữ cái bước đi con thôi, đi 20 bước đứng lại, con hít thở 5 hơi thở, chứ đừng ngồi con, bởi vì con ngồi con dễ bị tưởng lắm. Là con tu tập cái chánh niệm tỉnh giác đó thôi, cứ đi 20 bước đứng lại, và đồng thời khi hết đi kinh hành rồi thì con nghỉ con thư giãn con. Con hiểu không? Rồi con thư giãn. À, khi mà thư giãn thì con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, để cho nó trở về với sự bình thường của cuộc sống của mình thôi. Nhưng mà chính vô đó là sau này nó là cái pháp tứ niệm xứ, sau này là con tu tứ niệm xứ, bởi vì cái duyên của con chỉ có tu tứ niệm xứ, chứ còn nếu mà con nhiếp tâm vào pháp nào thì con cũng bị tưởng hết rồi, con không có tu được. Bây giờ thì thầy gửi những cái điệp phái này cho con, à, trong cái nhóm con có mấy cái điệp phái này là con. Thầy ơi, vậy con tu thân hành niệm, nếu con vừa tu thân hành niệm một chút nào đó con thấy không thầy? À, tứ niệm xứ rồi con, bởi vì chính cái thân hành niệm á là cái pháp nó để nó thực hiện tất cả những cái năng lực của giác chi. À, còn kèm với cái pháp tứ niệm xứ để nó cái tâm nó không phóng dật, nó thanh thản an lạc vô sự đó. Rồi chân lý, cái đó là bảo hộ trì cái chân lý đó, cho nên con tu lại tứ niệm xứ con, rồi thầy sẽ dạy cho con cách thức để mình biết cách thức mà nhiếp tâm. Con đọc lại trong cái cuốn mà những lời Phật dạy tập 4 đó, có cái chỗ cái bài đoạn kinh Đức Phật dạy tu tứ niệm xứ, cái chỗ kinh, cái bài kinh mà Đại Không đó con đọc kỹ những cái chỗ đó, còn Đức Phật dạy cho em mấy con tu tứ niệm xứ đó con, đọc kỹ cái đó thì mấy con tu không sai. Rồi bắt đầu bây giờ tới con thắm con có điệp phái chưa con? Thầy, chưa hả con? À, để rồi thầy sẽ gửi điệp phái, hay là nằm ở trong kia gồm chung không biết, để rồi nữa thầy kiểm lại con, đó là thầy sẽ đưa con. Để thầy kiểm tra lại cho con. Rồi thầy một lúc buổi chiều là thầy dán bìa xong rồi thầy gửi cho con. Con là Vũ Thị Thắm không con? Vũ Thị Thắm con, cũng con hả con? Con Phạm hả con? Con này Vũ Thị Thắm, thành phố Nam Định. Cũng con biết phải không con? Vậy thì thầy sẽ gửi thẳng cho con khỏi lần cử ở bưu điện con. Còn cái cô mà Lê Thị Thân đó con, Tâm Liên đó. À, đây thầy có cái bức thư gửi cho con. Và đồng thời thì con có xin thầy sách là Người Chiến Thắng và cái bộ sách Những Lời Phật Dạy, để rồi thầy sẽ cho thêm những cái sách gì nữa để mấy con
những lời Phật dạy nó còn cái tập 4 nữa con, mà thầy làm chưa nó xong, chưa coi như là thầy đã làm xong nhưng mà cái in ra photo ra để làm thành cuốn sách thì chưa rồi. À, rồi thầy sẽ gửi cho mấy con. Ừ. Con à, rồi được rồi. Ừ. Văn quá tiền. À, bây giờ con muốn xin sách gì đó con ghi trong một cái tờ giấy con tên sách đó, rồi con sẽ đưa thầy, thầy sẽ coi con cần cái tác phẩm, cái bộ sách nào, văn hóa truyền thống tập 1, tập 2 hoặc là cái sách gì đó con ghi cho thầy ha. Chiều rồi con má con lát nữa trưa rồi con đưa thầy cũng được, không sao đâu. Rồi bắt đầu đưa thầy rồi đó thì thầy coi như là thầy coi theo đó rồi thầy mới sắp xếp thầy mới gửi cho con. Không? Cần cái bộ nào thì thầy có thể đưa con. Ừ. Có những cái hai cái ngồi phải rồi con, thầy làm là thầy gộp chung vào lại đây. À. À cô Đoàn Thị Sửu con có ai con, rồi Lê Thị Thược à, có đủ con, vậy giờ là hai cái này có đủ rồi con. Ừ. Bạch thầy, vì trước khi mà Ác Pháp mình đến thì con phải tập nó trước. Cho nên bởi vậy thì con thấy trong thời gian khuya với sáng, khuya với tối á, là con thấy hai cái thời đó, thời gian rất là sống. Như trong ban ngày á, thì không sao hết. Ban ngày thì theo con nghĩ con dành để mà tu cái tứ niệm xứ nhiều hơn. Nhưng mà hai cái thời gian đó nếu mà mình tu hai cái pháp kia thì không, đúng rồi, bởi vì mình cái đó thiện xảo đó con. Dạ. Vì cái thời gian đó mình biết mà nó dễ bị hôn trầm thì miên. Dạ. Do đó mình áp dụng cái phương pháp như chánh niệm tỉnh giác hoặc là thanh hình niệm thì nó sẽ phá đi, thì nó đỡ hơn. Chứ còn để mà nó cứ bị cái niệm hôn trầm thì miên coi như nó mất cái thời giờ mà nó không có ra gì hết. Dạ. Cho nên mà lúc mà ban đêm mà cái người nào mà hay đi kinh hành là người đó nó tu tốt. Thầy biết liền, còn cái người nào mà cứ rút rút ở trong thất thầy biết là cái người này ngủ. Không có chạy đâu khỏi nó hết nè. Không có người nào là con người thì không có tránh khỏi cái điều này nữa. Trừ ra có người tu chứng rồi thì người ta mới không có thôi. Chứ còn cái người mà phàm phu như chúng ta mà ban đêm mà cứ ngồi liêm diêm đó thì thế nào cũng ngủ rồi. Không có trạc đâu, không có người 100 người. Mà thầy nói rằng mấy con biết là cái niệm mà hôn trầm thì nhiên nó khó lắm chứ không phải dễ. Còn cái niệm si mà người ta sợ nhất là cái niệm đó nó làm cho uể oải mệt nhọc, nó làm như là muốn chết vậy, lười biếng cách gì đâu. Cho nên phải ráng thắng cho được, chứ còn thắng không được không bao giờ tu được, không tu không tới đâu. Phải khó lắm chứ không phải dễ. Nó cái mặt của nó vậy đó, biết đó, mà thắng nó khó thắng lắm chứ không phải dễ. Nó làm uể oải mệt nhọc gần như muốn chết vậy, mà nó không chết mà nó làm lười biếng cỡ độ đó. Cho nên chỉ còn có pháp chánh niệm tỉnh giác hay là pháp thân hình niệm để nó làm cho mình tinh tấn. Nó thích mình đi á, thì tức là nó tỉnh, nó làm cho mình không còn lười biếng nữa. Chứ còn mình tu các lát đát là hơi nó lười biếng nó ngủ à. Không có làm sao mà nó sợ lắm. Ở đây hầu hết là chúng mà về đây tu đều là bị hôn trầm thiên miên mà bỏ cuộc đi. Không có thắng nổi nó rồi phải đi thôi chứ không có gì. Nó có hai cái khó. Cái ăn á, một ngày bữa không có. Mà cái ngủ á khó. Rồi cái độc cư khó đó. Hai cái này khó. Mà hai cái này được nữa thì cái người này được tới nơi tới chỗ. Thắng được cái hôn trầm thì miên là cái người này tu tứ niệm xứ tốt. Còn thắng không được mà ôm tứ niệm xứ là tu kể như gục. Không làm sao mà. Cho nên nó có cái pháp thân hành niệm, nó có cái chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác nó không bằng cái pháp thân hành niệm đâu. Cho nên mấy con mà nếu mà ban đêm mấy con mà xuyên đi á, thì mấy con mới thắng nó. Chứ còn mấy con lười biếng ở trong thất. Thầy cứ nhìn cái thất nào mà cứ ở trong thất mà ngồi tu, nó tu chứ thì là nó ngủ. Thầy bảo đảm mấy con không có người nào mà tránh khỏi. Còn người nào mà rõ rãi cứ đi mình dầm dầm thắt đi hoài hoặc là đi ra ngoài, mấy người đó thành mai làm những người chiến thắng. Dạ, kính bạch thầy, hồi tối thì con đi ra ngoài luôn, đi ra ngoài thắt đi cỡ khoảng nửa tiếng đồng hồ thì con thấy nó tỉnh táo ra. Nó rất là tốt, nhưng mà không bằng mà con nghĩ mà đi ra ngoài mà đi cái chánh niệm tỉnh giác định, nó cũng không bằng cái thân hành niệm. Vì con đi nửa tiếng thân hành niệm rồi thì thầy dạy chỉ đi nửa tiếng thôi, nhưng còn chỉ đi nửa tiếng.
con không dám tăng thêm. Sáng nay con bạch thầy để xin thêm. Nếu mà có điều kiện mà nửa tiếng hoặc là một tiếng rồi, mà nếu mà cần thời gian bỏ một trống, con cũng có thể đánh nó 2 tiếng luôn mà thầy. Được, không có sao thôi. Vì cái thời gian nó rất trống. À, trong hơn gì? Ai vậy? Không có nếm cả con. À, để coi cho con nó nghẹt ở chỗ nào đó. Bà thầy, nếu mà con ngồi mà tu định niệm hơi thở thì rồng răng với nó không, chứ nó không vô, không nhập gì hết. Nó cứ áp pháp tới rồi tối con đánh nó bằng ngồi luôn đấy. Thì trước sau gì nữa nó không có tiến bộ. Nếu mình cứ ngồi rồng răng giữa nó con thấy cũng không tiến bộ. Không được. Dạ. Hoặc là ngồi thanh thản an lạc vô giờ tiến đường xứ thì cũng không tiến bộ. Cũng vô. Chỉ còn 5 phút, 3 phút là nó lại hôm trầm nó tới. 3 phút, 5 phút là nửa tiếng là nó tới. Nếu mà con quyết đánh thân hành niệm một cái thì nó bay đi, nó rất là nhẹ, nó chạy rất nhanh. Mà mình dùng hai cái pháp kia thì nó gồng găng với nó dữ quá, con thấy con gồng găng với nó thì mệt lắm. Đúng rồi, vậy hao sức, hao binh tổn tướng mà không bằng mình đánh cái pháp kia. Đúng rồi, nó có những cái phương pháp để đối trị được, thì mấy con thiện xảo trong những cái giờ đó thì coi như là thay đổi pháp hết, không có phải là theo cố định được. Yeah. Mà mình phá cho được những cái chướng ngại pháp. Thì ví dụ như trên thân quán tâm thì tâm tham mưu, mà trên tâm quán tâm tức là mình cũng tu tứ niệm xứ, mà bây giờ bị chướng ngại đó thì bảo vệ cái tứ niệm xứ thì phải đẩy lui cái đó ra chứ, có hiểu không? Mà đẩy lui thì phải có pháp chứ đâu phải ngồi đó mà gồng gân với nó được. Phải không? Phải không? Bây giờ cái pháp mình sơ sơ đó, mình tắc ý một hai lần, mình tắc ý nó thì đi được thôi, nó tỉnh thôi. Đằng này nó lại đánh mạnh mình chứ, nó không có chịu thua, nó đánh quá. Do đó thì mình ôm cái lực lượng thứ mạnh vô mình đánh cho nó bay ra chứ đâu. Thì như vậy cũng tu tứ niệm xứ chứ đâu phải là không tu tứ niệm xứ. Chừng nào mà mình ôm cái pháp đó mình đánh giạt ra, cũng như con ôm pháp thân hành niệm, con đánh bay đầu nó ra. Rồi bắt đầu bây giờ con ngồi lại con thấy nó nhào vô nữa. À, như vậy là tao đứng dậy đi nữa, có gì đâu. Thì vậy đi tiếp nữa, cũng như là tu tứ niệm xứ rồi chứ không có gì đâu. Cái đó chính mình sử dụng pháp mình đấy. Cho nên thầy nói ví dụ như bây giờ con bị đau bụng nè, nhức đầu nè. Thì lúc bây giờ mình tu tứ niệm xứ vậy mà cái thân của mình đau, làm sao mình tứ niệm xứ được, thanh thản được, phải không? Do nó ôm vào cái hơi thở liền, trú vào hơi thở, an trú trong hơi thở liền, đánh bay chừng nào mà nó bệnh hết mới trở về tứ niệm xứ. Rõ ràng là mình không tu định niệm hơi thở, nhưng mà lúc bây giờ là phải ở trong định niệm hơi thở đánh. Hoặc là con phải ôm pháp thân hành niệm, cho mày đau tao ôm pháp thân hành niệm tao đi, tắc ý tao đi hoài, đi riết nó cắn nát ba cái nó bệnh đó, cũng tiêu luôn à. Hôm trầm thì nhiên con thấy nó đánh cũng tiêu, thì bệnh đánh cũng tiêu chứ không có gì, nó nhiếp phục được hết. Con thấy nếu mà ôm cái thân hành niệm thì rất là khỏe. Trong lúc biết là hôm trầm thì nhiên là đánh nó chạy nhanh lắm. Đúng rồi, bây giờ có thứ vũ lực tốt rồi thì cứ sử dụng mà đánh. Dạ. Như vậy thì là mình không thiện xảo, mình vũ khí tối tăng mình để. À, mình cứ mang lính lè tà nó đánh cầm cự với tốn thời gian, tốn sức. Thôi mình mang đại bác mình dập một phát cho nó chạy luôn. Nó đúng rồi, đem đại bác mà pháo nó cho nó dập cho nó chết luôn. Nó vậy mới biết sử dụng vũ khí chứ. Để lát nữa rồi thầy ra thầy coi con. Thầy coi rồi thầy sẽ... À, thầy biết cái đường này rồi. Con thấy dập rất nhanh rồi thầy. Thì con bạch thầy xong rồi, nếu mà... Vì trong ngày con quan sát rồi, nếu mà nó khởi lên những cái niệm nào đó áp pháp nhiều, hoặc nó khởi lên những cái niệm suy nghĩ là đem đó là thân hành niệm, à, là hôm trầm nó đánh mạnh. Cho nên cái ngày nào mà mình thấy nó bị áp pháp nhiều thì ngày hôm đó mình đánh thân hành niệm mạnh vô, là đem hôm đó là mình khỏe, không phải ngồi. Hồi tối con ngồi con cứ xếp mà con gồng gừng với nó thì con mệt lắm. Con thấy nếu mà cứ để kéo dài kiểu này không bao giờ tu tiến bộ hết. Thì con bạch thầy con để con thiền xảo. Đúng rồi, như vậy được rồi. Con có thể nói là thầy cho 30 phút, nhưng mà cái điều kiện là bây giờ giặc nó đang tấn công quá, mà cứ đánh 30 phút làm sao đánh làm sao thắng chúng, chứ phải gì nó bình thường nó không có gì hết thì mình tu 30 phút thôi. Con hiểu không? Bây giờ trong khi nó đánh hôn trầm thì miên mà 30 phút làm sao cho đủ, hãy mình xả ra 30 phút là xả ra cái nó nhào vô. À, nhào vô mà thầy, nó nhào vô, nó tỉnh táo cỡ khoảng 20 phút sau là nó nhào lại, nó nhào vô. Cho nên vậy mình ôm pháp thân hành niệm mình khuấy chừng nào mà bay nó luôn, tới chừng mình đi ngủ mà nó nằm luôn, nó không chịu ngủ đó thì được rồi. 1-2 tiếng theo con nghĩ, 1-2 tiếng là nó chạy mất rồi mình. Nếu ban ngày á mà tỉnh táo thì cứ dành trọn hết tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, bây giờ nó tỉnh mà nó không có chướng ngại rồi, mình tu tứ niệm xứ được. Còn
nếu mà ban đêm mà nó như vậy thì mình dập pháo cho nó tiêu hết. Dập hết, em lại dập. Thầy con vậy hả? Rồi rồi, được rồi, như vậy là tốt rồi. Bạch thầy, con hôm qua, tối hôm qua thì khoảng 8 giờ rưỡi nó không làm con ghê gớm luôn thầy. Nó nhồi cho con buồn ngủ này, nó nhồi cho con là coi như là nhức nhối hết cả chân tay. Thế như sâu bò nên nó cứ cắn rứt, nó còn vùng dài con không đi nữa, phải con vượt ra trời mưa con cũng đi. Con đi thân hành niệm, con đi chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, con đi mãi xuống dưới thầy này, dưới nán của thầy này, rồi con lại đi lên trên này, con đi mãi thì sau là thấy nó không nhức không đau nữa. Thì sau vào con ngồi tại quán như không đi kinh hành nữa, con ngồi con đọc thấy thì khoảng được 30 phút nó lại nhồi con, nó lại nhồi con thì con lại vung dậy là coi như con đi. Như vậy là coi như là sau là coi như là đến 9 giờ 10 giờ kém 5 phút là coi như con tắt đèn con đi ngủ. Thì sáng dậy con dậy thì con đi kinh hành được 5 lượt. Thì con ngồi xuống cái lượt thứ 5 mà thấy cái chân này nữa, nó cứ lâu lâu nó chót cái, rồi là các cái dưới bàn chân nó cũng chót cái, sau lưng nó cũng cứ chót. Nếu con lên con nằm thanh thản an lạc vô sự thì con vừa nằm được một tí thì thấy mắt con nó nhắm lại và con thấy hình bóng của thầy là đứng trước mặt con cầm một quyển thái chân, nó có mấy thằng giặc đến đây đã chuẩn bị đã đánh cho nó tan. Thì không biết cái đó là coi như là đại đứa con mở mắt tan thấy là không lấy nữa, thì coi như con lại vùng dậy. Thì coi như là con sáng hôm nay thì mà con không phải con vừa nằm xuống có một năm để phải vừa niệm câu thân ăn là phải là thành tới vô sự, rồi coi như là cái đứa là coi như là tự nhiên mắt nhắm lại là thấy thầy coi như cầm một quyển sách đứng đằng trước mà có mấy thằng giặc đến đây tới chuẩn bị cái anh cho nó tam đấy, là coi như con vùng tóc dậy thì coi như là được, thì không biết như thế nào rồi. Đúng rồi, thầy nhắc cho con là phải đánh mấy thằng giặc đó. Giặc ôn trầm thì miên, giặc mà thọ nó đánh con đó. Cho nên vì vậy mà khi mà con bị những cái cảm thọ đó, con tắc ý thọ vô thường đi, không được ở trong thân này. Con nhắc bất kỳ một cái trạng thái nào mà nó chướng ngại, nó làm cho mình thọ các cảm thọ hoặc là những cái trạng thái tưởng thì con đánh. Còn cái ôn trầm thì miên thì con đi chánh niệm tỉnh giác, rồi sau này con tập tới cái pháp thân hình niệm nữa thì coi như là đủ cái vũ lực mà chiến đấu với giặc sinh tử đó. Nhớ tập như vậy mấy con khá lắm đó. Nếu mấy con đi kinh hành vậy là thầy mừng lắm. Chứ mấy con mà rú rú ở trong thất mà lười biếng là thôi thầy phải chết được. Bài thầy là con cứ tập 30 phút là kinh hành thì xong rồi coi con nghỉ tí con vào con lại đọc sách khoảng 30 phút. Vì là con thay đổi không người thật liên tục con đi nó không mỏi chân. Thì con cũng đã đọc xong cuốn coi như là sai di của thầy đã đưa. Mấy hôm nay con tập liên tục thì cũng đã xong. Rồi coi như là vừa là tập kinh hành vừa là con chân đọc sách để nó giải bớt cái thời gian tập nó căng quá con. Đúng rồi, con bây giờ con tập con như vậy nó con đọc sách vậy nó được không? Dạ. Bởi vì vậy, những gì cần thông hiểu phải thông hiểu. Dạ. Thì coi như là trong có cái đêm nó nhồi con có một lúc thấy thôi, chứ còn này mấy đêm thì không thấy gì cả. Vậy được. Nó lâu lâu nó thăm mấy con chứ nó không tha đâu. Cái mình thấy như mình tu không nổi rồi. Thôi, đó con ức chế nhiều quá, bây giờ con nhiếp tâm vô cái loạn tưởng con đó, bây giờ con nhiếp vô không nổi nữa. Dạ. Nó cứ nó loạn tưởng mà làm sao mà nhiếp. Thì con nó cùng bài thầy như vô rồi thì thầy nên đến bài thầy ở giờ coi như là trong cái giờ nghỉ lao thì chúng con đi dạo chơi đôi tí nơi những nơi thầy xây dựng, phải như là tham quan đôi tí có được. Cứ giờ học tập rồi đến giờ nghỉ đi, nhưng mà không cắt đúng con không vô ô xe vô nữa thì là con cũng muốn đi tham quan đôi tí, chứ con thì phải trong cái giờ nghỉ. Sợ khi mà trong cái giờ nghỉ đó mấy con đi tham quan là sợ khu vực của người ta mình đi đó nó động người ta tu. Không, con không đi những nơi đó. Con đi những cái nơi tập thể như thế này để giải trí thêm đôi tí. Ví dụ con như ra ngoài cái tổ đường này được, đi ra trước được, nhưng mà đi trong cái khu mấy con, khu mấy người ta tu đó. Con đi ra những cái nơi đó là con đi ra từ cái tổ đường này, từ cái khu con qua đây, con đi ra đây trước đi tham quan.
còn con đi luôn ra ngoài khu nữ không được. Thì đó cũng phải chạy để xin, nếu mà được thì đi ngoài. Còn à, đi á, còn đi mà hướng dẫn mấy con đi á, thì có người hướng dẫn thì người ta dẫn đi được. Còn không có thì không có đi, mình đã sẽ làm tu tập cũng giống nhau. Đồng. Nó đồng. Nên trong bây giờ đã tu. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con xong rồi mấy con về tập đi. Về tập đi con. Rồi con sư Pháp Ngộ hỏi thầy con. Dạ, con nghe Pháp bạch này. Thầy thì về thì tu tập con thì nó có tiến triển tốt. Nhưng mà con chưa có tốt là bao, con chưa tình. Khi nào cũng có những cái gì khác thì con tình. Hôm nay con lại bạch thầy với một cái về tứ diệu đế bạch thầy. Trong cái bốn cái chân lý của đạo Phật. Dạ, đạo Phật mà thầy có dạy đấy. Thì theo con nghĩ thì thầy dạy trong đó thì không biết rằng là thứ nhất, chân lý thứ nhất là thầy nói có phải là tham sân si không? Tham sân si rồi. Dạ, chân lý thứ hai là dục. Chân lý thứ ba là tức là tâm thanh thản. Mà trong chân lý thứ tư là đạo đế. Đạo đế. Đạo đế tức là bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Bát cái đường tu tập đó. Vậy là thầy nói trong cái mục đích của chân lý, của bốn chân lý là gì vậy? Triển khai ra cái đó. Mà người ta triển khai ra lòng vòng quá nhiều. Lâu nay con có đọc về cái tứ diệu đế của Đức Phật thì người ta triển khai không núm cái gốc, mà người ta nói triển khai cái ngọn, mà ta triển khai rất là nhiều. Chẳng hạn như là chân lý thứ nhất là khổ đế thì người ta nói đủ thứ hết trơn. Đủ thứ cái khổ. Dạ, đủ thứ cái khổ nào là vợ chồng con cái nhà cửa. Nó nhắn không à? Dạ, nói to. Nói tùm lum ra. Người ta thu cũng lại. Dạ. Người ta thu lùm lại được. Thầy nói tham sân si. Dạ. Nếu không có tham sân si làm sao có thứ đó được. Có phải không? Thấy gọn mà dễ hiểu, dễ giác ngộ được cái chân lý thứ nhất. Dạ. Rồi nguyên nhân sanh ra đau khổ, nó dục rồi. Nó đủ bao nhiêu thứ dục, nó tùm lum ra. Làm ta thông thông rồi. Chỉ dục là lòng ham muốn của mình thôi chứ không gì. Ái dục. Phải không? Con thấy ngộ dễ mau lắm. Có phải không? Mà nói về cái đạo, đạo cái diệt đế, cái niết bàn gì, họ diễn tả ba cái niết bàn nó đủ loại, phải không? Làm cho mình ngơ ngẩn không biết. Dạ. Chỗ nào mà ở đây thật sự cái tâm thanh tạng là sự bất động tâm, chỗ mà Đức Phật cái mục đích của đạo Phật là bất động tâm, là diệt đế chứ. Dạ. Còn cái con đường tu thì hoàn toàn bát chánh đạo thì không có cái pháp nào được hết. Không có con đường nào khác đó, về chân lý rồi, không có cái đường nào mà thay thế vô cái chân lý này được, vì nó cái kia nó không có chân lý rồi, cho nên bác chánh đạo là chân lý. Dạ. Thầy nói cái bài pháp này là đầu tiên Đức Phật ngày tiếp cho năm anh em Kiều Trần Như đó, thì đọc lòng vòng lâu nay đọc rất nhiều sách nói về bốn cái chân đế này, nhưng mà khi đọc tới bốn cái chân đế của thầy dạy như thế này á, rất là gọn mà dễ hiểu, mà thật sự ra rất là sâu xa chứ không phải đơn giản. Nói về tham sân si thì người ta cứ nói tội cái chuyện, con thấy như vậy là nó vòng vòng quá mà không ai hiểu gì cả. Không ai hiểu. Yeah. Mà nói tham sân si người ta ai cũng biết. Yeah, nói chân lý nó rõ ràng, ai cũng có cái đó. Không có người nào mà không tham sân si, phải không? Yeah. Con thấy thầy nói sao cho gọn, đầy đủ, mà nó đầy đủ ý nghĩa, mà người ta giác ngộ được, người ta ngộ được cái chân lý thật. Yeah. Cụ thể, con người ai cũng có cái đó. Yeah. Mà lòng ham muốn thì người nào cũng không còn. Lòng ham muốn tức là dục. Dục, thì đã. Mà trong đó nó, nếu chẳng hạn như mình tu nó có hai sự ham muốn, dục thiện và dục bất thiện không bạch thầy? Có chứ. Tứ nhi túc cũng là một trong những dục chứ. Dục chứ. Dục đó, dục nhi túc mà dục thiện đó. Dạ. Còn thế tứ thành túc đó thì nó có dục nhi túc đó. Mình cứ dục nhi túc là cái dục thiện không à, dục toàn thiện đó, nó không có ác ở trong đó đâu. Mà anh có xen ác trong đó thì làm sao gọi dục nhi túc? Bây giờ cái dục không như ý túc á, tôi muốn ăn mà giờ thực phẩm tôi không có, đâu có như ý túc được. Còn cái ta muốn cái có à. Yeah. Bây giờ ví dụ như thầy, bây giờ thầy vô trong rừng nè, thầy muốn một cái bữa cơm ngon nè, ở một cái nhà lầu nè, thầy dục như ý túc là nó có cái nhà lầu, có bữa cơm thì nó bị như ý túc mà con. Yeah. Nó thần lực, con hiểu không? Yeah. Nhưng mà nó đâu có cần phải nó muốn ăn như vậy đâu, điều nó làm chơi vậy chứ nó đâu có thèm. Yeah. Không có tham. Yeah. Cho nên nó dục. Ba thầy, trong những đoạn kinh đọc á, thì diệt cái lòng ham muốn tức là dục, mà diệt lòng ham muốn, mà vì lòng ham muốn là nguyên nhân sanh khổ. Sinh khổ. Khi mà diệt lòng ham muốn là hết khổ. Nhưng mà khi mình đọc như vậy mình cũng hiểu là ví dụ như là nó chỉ diệt lòng ham muốn là tất cả ham muốn là diệt hết đi. Là tức là mình trở thành cây đá rồi. Thì nó do đó cái hiểu đó nó hiểu sai đó, con thấy hiểu sai không? Yeah. Bây giờ người ta mới, Đức Phật mới bảo mình ngăn và diệt những cái ác pháp mà sanh thiện, tăng trưởng thiện, cái bài tứ chứng cần rõ ràng. Yeah.
Như vậy rõ ràng là bảo mình ngăn diệt ác, chứ đâu phải là ngăn diệt hết cái dục thiện dục ác ở đâu. Nhờ cái bài tứ chánh cần mà xác định được cái đường lối của đạo Phật, chứ nghe nói diệt hết dục là phải giải thoát. Nhưng mà ta diệt dục ác cái ai mà diệt dục thiện bao giờ? Nếu mà không thì tứ chánh cần có nói vậy không? Nhưng mà khi mà nó toàn diệt, mà diệt hết cái ác thì nó còn toàn thiện thiện, thì còn cái gì nó diệt? Thì lúc bây giờ mình cũng còn, chứ còn cái dục chứ, mà dục thiện, mà dục thiện nó mới tướng như ý tốt chứ. Nó trở về tướng như ý tốt là dục thiện đó, vì nó có dục như ý tốt, rồi định như ý tốt. Như vậy thì có những cái pháp môn người ta tu hiện giờ là thiện ác gì cũng diệt hết. À, diệt hết đó, như thiền trong độ đó, chẳng niệm thiện niệm ác nó diệt sạch. Cho nên thầy gạt mấy cái đó xuống mạnh. Thì gạt xuống mạnh đó. Đúng quá. Điện. Bởi vì để người ta đu tu điên. Chứ gì sai, tu điên là diệt con người mình thành cây đá hết. Nó không còn niệm gì, nó không còn gì hết, thì mình cây đá chứ còn cái thứ gì. Ngơ 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 ngơ, tu rồi rốt cuộc rồi, tôi không biết gì hết à. Nhớ vào điên cùng hết nè. Nó điên cùng hết. Cho nên thầy đọc cái này xuống hết nè. Để trong cái cuốn mà những lời vật dạy tập bốn thầy gạt mạnh. Dạ, thầy gạt mạnh lắm. Mà con thấy là thầy giải về cái bài pháp mà bốn cái chân đế này, thầy cứ nhấn mạnh bốn chân đế này rất là hay quá, mà nó không có gì hết, chỉ có bốn cái sơ sơ đó thôi. Nhờ. Nhưng mà người ta nói không ra chữ, như người cà lo. Người ta giải thích không nổi. Không nổi, không hiểu ra. Đó là cái lợi ích lớn nhất để mà chúng ta giác ngộ được nó, rồi hộ trì được nó, rồi chứng đạo được nó, chứ không phải chứng đạo cái thằng bậy hoài. Không phải quả giới nào hay thành Phật đâu, không có vậy. Mà chứng đạo cái chân lý đó. Bởi vì cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật, tại sao Đức Phật viết cái bài pháp đó, gọi là bài pháp đầu tiên cho năm kiều Trần Như. Năm mươi kiều Trần Như là những người tu, chứ không phải là những người mà bơ đâu, không phải những người dốt đâu. Đưa bốn cái chân lý ra thì mấy ông đạt được pháp nhãn thanh tịnh liền tức khắc, thấy là tất cả những cái pháp của hoài đạo của Bà La Môn bây giờ dẹp xuống hết á. Đức Phật dạy hay lắm á. Cho nên thầy giảng rồi con thấy cái bài, cái tập mà những lời Phật dạy tập 4 nó dập xuống hết bao cái là Bà La Môn hết. Con thấy không, bốn chân lý nó lòi lên mà ba cái hoại đạo nó nhẹp xuống hết, không còn cái chút nào nữa. Kinh Vệ Đà con thấy còn xuất không, có phải không? Trong những cái bài kinh Đức Phật nó kinh Vệ Đà là xuất không hết, không có gì. Vậy chứ ở Ấn Độ người ta nói là văn minh Ấn Độ là kinh Vệ Đà đó, chứ đâu có, người ta đâu có nói pháp của Phật đâu. Cho nên bởi vậy đọc cái bốn chân đế của thầy dạy rồi, hôm mấy bữa trong cuốn sách thì thầy nói một phần thôi chứ cũng chưa có phải là hết hẳn. Nhưng mà khi nghe giảng mấy bữa trước đó, là con nghe giảng thầy về bốn chân đế nữa, thì thầy nói tham sân si đó con mới suy luận ra, thì lúc đó con mới hửng ra. Thì vì có những cái mà gần những cái vị mà hiểu đó, thì đương nhiên mình phải hửng ra. Lâu nay mình cứ tin vào bốn chân đế là lòng vòng theo kiểu đó. Lòng vòng cứ hiểu theo cái kiểu của mấy ông dẫn mình đi á. Dẫn đi không? Dẫn đi hiểu lòng vòng á. Dạ. Cho nên nó làm cho con người càng ngày đi lòng vòng mà nó khổ, tốn nhiều công sức mà không hiểu ra cái con đường của Đức Phật ngài dạy. Mà Đức Phật ngài nhắm cái bài pháp đầu tiên là cái bài pháp giá trị nhất. Cơ. Giá trị nhất. Dạ. Cái chân lý của Đức Phật đưa ra là giá trị nhất tất cả hơn các mấy bài. Làm chúng ta nhận được cái chân lý của con người. Vì vậy mà nó đã bốn cái chứ không có một cái nào. Yeah. Còn kia nó đưa ra cái pháp thôi. Còn Đức Phật cái chân lý đạo đế là một những cái pháp tu đó. Yeah. Cho nên thay vì một pháp, Đức Phật đưa ra một loạt tám cái lớp. Ba cái pháp giới định thể, trời đất ơi, một cái chương trình giáo dục mà thiên hạ. Ngơ ngẩn không biết. Cứ ở trên đó mà giảng. Vẫn riết thì vẫn điên, nó thành cái pháp chứ đâu phải là cái chân lý của người ta. Thôi đã nói chân lý mà còn cái gì mà mấy ông giảng. Mấy ông giảng là những cái bài pháp để ở trên cái chân lý này mà thực hiện, chứ sao lại mấy ông giảng kỳ cục vậy? Đạo giảng cũng lòng vòng. Ờ, giống vòng. Rồi nào là đủ thứ trên đó tùm lum hết trơn. Họ không biết gì. Dạ, rồi mà chẳng biết đường đâu ra sao. Họ ngay ở trên cái đạo đế mà họ giảng ba mẹ con trời đạo thờ đó. Họ làm như là đạo đế tám cái lớp này, tám bát chánh đạo là một cái pháp, còn 38 phẩm trọng đạo là cộng thêm nó nữa trong đó nữa. Họ không hiểu 38 phẩm trọng đạo nó mới học tập ở trên tám cái lớp này. Cho nên tứ bất hoại tịnh là học cái lớp chánh kiến, tứ niệm xứ là học cái lớp chánh niệm, tứ chánh cần là học lớp chánh tinh tấn. Không thấy đâu, nó đang đàng hoàng mà chánh định á, thì học cái lớp tứ thánh định. Còn thấy không, đâu nó có bài pháp đó chứ. Rồi từ cái tứ chánh cần, tứ chánh cần là tứ chánh cần tức là chánh tinh tấn. Đức Phật xác định mà, xác định là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn mình siêng năng cần mẫn luôn cả
luôn cả 6 cái lớp này, từ chánh kiến cho đến chánh tinh tấn là 6 lớp. Chánh niệm mới là cái lớp thứ 7. Các con hiểu không? Mà 6 cái lớp đấy nguyên là tu ngăn ác diệt ác không đó. Vô bắt đầu vô cái lớp chánh kiến là phải sử dụng tứ chánh cần rồi đó. Nhưng mà nó lại học ở trên cái bài pháp của nó là tứ bất huệ tịnh, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Bắt đầu nó vô nó cái giáo trình của người ta như vậy, thầy sẽ hạn cái giáo trình của con lớp nào ra lúc này. Nên hôm cái đặt ngay sinh nhật thầy á, thầy nói về cái đoạn gọi là đạo đế là con là thấy nó là lạ rồi, nhưng mà dễ hiểu, nhưng mà nó lạ, nó khác. Mà... nhưng mà đợt nay thì thầy nói rõ bốn cái chân đế này ra thì còn thấy nó là hay quá, vi diệu quá. Cho nên bởi vậy sau khi mà thời Đức Phật ngày thuyết pháp xong á, cho những cái vị mà ngày xưa nghe Đức Phật ngày thuyết đó thì người ta ngộ ra, người ta mới nói rằng là họ tán thán Đức Phật những cái bài pháp mà giống như là người mù được sáng, người biết được nghe. Đúng đó. Yeah. Tán thán Đức Phật ghê gớm, làm nó thấy rõ ràng và cụ thể, nó mới thôi. Mà nhìn rõ ràng con thấy cái bài pháp tứ diệu đế là cái pháp tuyệt vời của Đức Phật. Đạo Phật chỉ duy nhất có cái bài pháp đó. Còn cái kia nó chỉ phụ thêm thôi để chúng ta tu tập thôi, chứ nó chính. Dạ, cái bài pháp này thì tứ diệu đế này con thấy hình như là nó dựng lên một cái ngọn cờ đầu tiên và nó dập hết ba cái khác xuống hết. Cái khác xuống hết. Cái nó tổng quá hết. Ừ. Dập xuống hết. Đọc cái cuốn 4 là con thấy một Phật nhập. Thì rút từ bài kinh này bài kinh kia thì góp lại cho nó đúng cách để có tình dập. Rồi thì nêu cái tứ diệu đế lên, làm cho sáng tỏ bốn cái chân lý của con người mà, rồi dựng nó lại thành cái đạo đức không làm của mình, của người trong cái đường lối đó, để cho mình, bởi vì mình còn tham còn sân thì mình còn làm khổ mình rồi, làm khổ người rồi không, mà mình hết tham si thì hết khổ. Cái mục đích thiệt là dựng lại cho con người có cái nền đạo đức chứ có gì khác nữa được. Cho nên 8 cái lớp học này là cũng là 8 cái lớp học để đạo đức mà thôi. Còn thấy bây giờ thì thật sự ra bây giờ những cái bài pháp mà thầy giảng rồi làm cho mấy ông giảng sư bây giờ mấy ông hơi thẳng. Hồi nào mấy ông giảng cũng lung trời la hết. Thành nói láo hết rồi. Nói láo hết, không cụ thể. Dạ, không cụ thể. Nói gì? Không đưa đến thiết thực. Không thực cũng thế. Là mơ hồ trừu tượng hết. Mơ hồ trừu tượng hết. Không thiết thực. Làm cho chúng ta hiểu một cách mông lung. Cứ nói khổ đế thì chúng ta nghe mấy ông giải thích khổ thế này rổ kia đủ lại khổ hết. Chúng ta gộp lại tham sân si đi, có tham si có khổ chứ gì, hết tham thì hết khổ chứ. Phải rõ, nó còn đơn giản mà vậy. Mà ai không tham sân si, còn nói khổ này khổ kia, nhiều khi nói vậy, tôi chưa có vợ tôi đâu có khổ kiểu đó đâu. Có phải không, nói ông nói vậy trời, vậy thì đâu phải chân lý, tôi chưa có vợ mà, còn người ta có vợ người ta khổ chuyện đó. Tôi chưa có già tôi còn khỏe mà ông nói tôi khổ kiểu này đâu, nói già khổ thì mấy ông nói tôi chưa có già tôi chưa biết khổ đâu. Tôi chưa thấy cái đó đâu. Nhưng mà nó tham sân si thì ông nhỏ bây giờ mới đẻ là cũng có tham si, lớn cũng có tham si, đúng không mấy con đấy? Chứ còn sợ con chưa có 80 tuổi cũng đâu có biết cái già 80 tuổi ra sao, con chưa có đi lụm cụm con làm sao biết nó rung rẩy như thế nào. Nói vậy tôi chưa có biết là tôi cứ tuổi này tôi con người tuổi này tôi làm sao tôi biết tôi già, có phải không? Chưa có lụm cụm cho nên tôi đâu biết nó cực khổ như thế nào. Nói nó khổ già khổ không, nói khổ nhưng mà sự thật thì tôi chưa có già biết, nhưng mà nói tôi có tham si tôi có. Nói chân lý chứ đâu phải nói ông già khổ sao mà nói chuyện khổ ông già trong đó. Mấy ông già trạc đó. Rồi hàng chi rồi người ta luận tới luận lui đã, cái người ta đẻ ra bốn cái pháp khác. Đúng là đó. Không khổ, không tầm, không diệt, không đạo. Đó, cái chuyện đó. Là họ luận tới luận lui. Lại như là còn sai ra nữa. Còn sai ra nữa. Dạ. À, cho nên vì vậy mà trong cái sự cảm càng lúc mấy con đọc sách thầy, mấy con càng ngộ được cái chân lý của Đạo Phật rất rõ ràng và thực tế. Từ đó chúng ta thấy chúng ta không bao giờ chúng ta sai. Vì giác ngộ được cái chân lý rồi, mình ngộ được cái chân lý rồi. Rồi bắt đầu đó mình mới hộ trì cái chân lý. Rồi chân lý được hộ trì, lúc bây giờ chân lý nó luôn luôn nào mình cũng bảo vệ nó. Cho nên chân lý được hộ trì, con đọc cái bài chứ. Hộ trì chân lý là mới bắt đầu tu đó. Sau khi chúng ta được cái trạng thái mà giữ gìn được cái chân lý nó hiện ra rồi, thì bắt đầu chân lý nó phải được bảo vệ. Phải giữ gìn nó đó. Gọi là chân lý được hộ trì. Thì chân lý được hộ trì thì sẽ chứng đạt chân lý, tức là mình sống ở trong cái trạng thái đó. Anh ta ăn lại vô sở thì rõ ràng là cái chân lý giải thoát, chứ còn ở đó hết có tham si không? Không, có phải đúng không? Chỗ hết tham si thì chỗ đó chứ đâu phải là Phật tánh không ở cõi nào đâu. Tại mấy người không hiểu mục đích của Đạo Phật là như vậy, giúp cho con người thoát khổ thôi, sống trong cuộc sống như mọi người,
nhưng mà tóc lóc ra. Đó là cái chân lý của người ta. Còn mấy ông đi lầm vòng đó mới có chắc được. Về mục đích của đạo đế là cũng để mà mình học, để mình hộ trì cái chân lý đó. Hộ trì chân lý đó, chính cái đạo đế đó mà nó giữ gìn, nó bảo vệ, nó hộ trì để chứng đạt cái chân lý. Đạt được cái chân lý. Chân lý đó. Còn cái khổ đế với cái nguyên nhân sanh khổ đế đó là để chúng ta hiểu biết cái đối đầu để mà chúng ta đánh nó đó, dẹp nó đó. Cái đạo đế với cái khổ đế với cái tập đế đó, cái tập đế và cái khổ đế là Đức Phật nhắm cái đó là cái đối tượng khổ, và cái đạo đế là cái đường lối để dẹp cái khổ này, để thực hiện được cái tập cái diệt đế. Mình thấy rất rõ. Khổ khổ. Việc ly khổ, quán tằng hay tằng khổ, đủ thứ khổ, nó đôi tùm lum. Hôm nay tụi con tu đây, tụi con đã nhận ra cái đó. Nhận ra cái đó, hôm nay thầy phạm của thầy là con nhận ra cái đó. Bởi vì thầy thấy mấy giảng sư họ giảng cái nhánh nhóc, cái lá, họ không đi vào cái, họ bao giờ họ nói khổ đế, họ có bao giờ họ nói tham si đâu. Các con nghe con không? Thầy đọc cái Hòa Thượng Thiện Hoa, ổng giải thích về khổ đế, ổng cũng giải bốn cái pháp tứ diệu đế đó. Nói về khổ thì ổng nói thôi cả loạt cái khổ, đủ thứ khổ, nhưng mà không nói tham si đâu. Không có đốn được cái gốc người ta hiểu cho rõ ràng khổ rồi. Không hiểu. Là người vô minh là càng lại hiểu lòng vòng thêm. Rồi nó lòng vòng nó lại vô minh thêm. Bởi vì người ta dẫn mình nó đi cả bầu trời mênh mông cái sự tùm lum tà la hết, mình không biết gom lại cái chỗ nào đây. Nó bây giờ dẹp cái này thì còn cái này, nó nói mênh mông mình cứ chặt cái lá này thì nó lên cái lá khác, chặt cái gì nó lên. Còn này ngay người ta chỉ tham si. Mà tham cái tướng nào, si tướng nào, mà sanh cái tướng nào, người ta chỉ rõ cho mình biết là mình phải đối trị nó liền. Thì cũng như thầy nói, tham á là cái tướng của nó là về cái ăn uống. Nó rõ ràng nó hiện cái tướng tham của nó về ăn uống. Mà tướng sanh nó hiện về cái tướng cảm thọ đau, đau bệnh nhất ở trong thân của mình. Bệnh gì nó cũng do sanh mà thành ra. Mà tướng si nó hôn trầm thì viên buồn ngủ. Các con nhận thấy tướng rõ ràng gì? Thì mình đấu trị mấy cái tướng này, nó hiện đến thì đến, nó như là ai điên gì mà để theo nó mà ngủ, theo nó mà rên. Có đúng không? Và thẳng, kêu là thẳng thường mà để đấu tranh, biết được những cái trạng thái này mới dẹp được. Chứ nói si, trời đất ơi, tôi không biết si cỡ nào. Rồi tới chừng mà tôi cứ gục tới, tôi nói đâu phải si, phải nó ngủ chứ đâu phải si. Còn này ta nói đó là si, có phải không? Cái tướng của nó mà, còn cái kia cái tên của nó chứ đâu phải nó. Ta chỉ rõ được cái tướng của nó để cho mình nhận xét thấy rằng mình dùng cái pháp nào để đối trị nó nè. Thì cái 37 phần trạo, trợ đạo tức là đạo đế, thì nó dạy cho mình cái pháp đối trị. Con thấy không? Mà thầy, khi hồi đó con đọc một cái bài đầu tiên về khổ đế đó, hồi mà con chưa biết đạo, con mới biết đạo Phật thôi, con đọc lòng vòng cái đó xong cái rồi con đi ngơ ngẩn. Con sống tự nhiên cuộc đời thấy nó giống như nó yểm ly. Mình thấy nó là cuộc, họ nói cái khổ lòng vòng vậy mà mình rồi mình yểm ly, mình chẳng biết đường, chẳng nói con đường nào để thoát cái khổ đó. Cho nên mình thấy cuộc đời này thật sự là khổ thiệt. Nhưng mà trong lúc có cái tâm trạng nó giống như là nó bi quan cái cuộc đời này. Nó bi quan. Cái đọc những cái lời của những người tác giả, người ta viết ra làm cho mình sống cuộc đời bi quan, không có cái gì hết. Mà rồi khổ tập diệt đạo người ta giải những cái sao thì không rõ chứ nữa. Nó cũng không rõ, nó không biết. Cho nên nó bị bi quan mà nó không có tích cực ở trên cái sự tu tập. Chứ nó rõ được cái đạo đế, trời ơi, mày chết được, đánh dẹp tụi này từ xuống quá. Phải không? Đánh dẹp cái tụi khổ này, còn nói cái khổ này mình hiểu thôi. Tất cả chúng sanh, nước mắt của chúng sanh như nước biển thơ, nghe nó mình cũng chán quá, nó cũng khổ đi. Nhưng mà giải quyết cái vấn đề này thì đạo đế thì dạy không ra. Mấy ông nói làm dòng gì mà tu gì. Thì mình cũng ráng cố gắng mình tu thiệt, cũng ham lắm muốn giải thoát cho ai mà muốn khổ phải không? Nhưng mà tu trật lớp hoài, nó cứ tham trong cái hoài, cái gốc không bứng ra mà bứng cái gì không biết. Mà tu vào trong chùa càng khổ nữa bà thầy. Vào trong chùa thì gặp huynh đệ, thầy trò, bạn bè, nó cũng đâu có sống đạo đức đâu. Nó cũng đau khá nhau kinh khủng. Cho nên bởi vậy là khi mình bỏ, mình thấy cuộc đời là khổ rồi, người ta dạy mình khổ rồi. Mình nói à, đúng khổ thì ta phải chỉ có con đường xuất gia là diệt khổ thôi. Diệt khổ. À, cứ nghĩ là diệt khổ, đi vào chùa tu, cứ tụng kinh niệm Phật rồi. Cũng thấy người ta học thì cũng ráng học. Người ta tụng kinh cũng ráng tụng kinh, thức khuya dậy sớm tụng, ráng học hành, ráng tu với người ta. Nhưng mà nó
lại khổ ra thêm cái khổ nữa chứ đâu phải hết khổ. Thì cái khổ đời không dẹp, lại thêm cái khổ đạo. Dạ, khổ đời chưa dẹp được thì vào tu xong bắt đầu nó tăng thêm cái khổ đạo nữa. Tăng thêm khổ đạo rồi con đường tu thì bắt ngồi niệm Phật biết vô lỡ ra thì không giải quyết gì. Không giải quyết gì hết. Rồi lại thấy cuộc đời tu sĩ là bi quan rồi. Toàn là máu và nước mắt không chứ có cái con đường nào tu đâu. Mà nếu mà lúc đó mà thấy con đường rõ ràng chân lý tu, rõ ràng cái chân lý là tu và họ hộ trì chân lý đó. Con đường rõ ràng thì lúc đó mình nỗ lực mình tu giữ là để mình thoát cái đó. Còn đây mình chỉ nỗ lực niệm Phật tụng kinh thôi. Nỗ lực mà cái pháp này rồi ta kìa, không phải là chân lý. Cái đó không phải là chân lý. Rồi nỗ lực cái tai tăng nữa. Tai tăng thi hành lễ. Nào là bên Nam Tông đó, nào là dân y ca thi ná rồi làm giữ tạng. Giữ tạng. Tưởng là đi như vậy là thoát khổ, ai nhà đi ra khổ là nữa. Còn được thêm, chậm lên. Cuộc đời nó sai rồi, nó sai sai lắm. Mày sai nhân đây, con xin hỏi thầy một việc là con đọc trong cái kinh Kim Cang Luận, Đại Thừa Kim Cang Luận á, thì có nói cái chỗ là giữa người nam và người nữ đi tu á, thì người nam thì coi như không có năm cái lầu và người nữ thì lại có năm cái lầu, do đó mà coi phải trừ tăng lên 30 giới, có phải không? Ông nói chung là họ nói vậy chứ người nam người nữ á, nó cũng nó có cái khó là cái tình cảm của người nữ nó khó hơn cái tình cảm của người nam, vì người nữ nó bi lụy lắm, người nam mình nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà coi vậy chứ cũng có người nữ nó họ cũng ghê gớm lắm chứ, họ cũng mạnh mẽ lắm. Như Trương Dương Triệu Bảo đâu có thua nam đâu. Tại vì người ta phân biệt, người ta nói vậy chứ sự thật là Đức Phật đã cho người nữ là không bao giờ mà có được. Nhưng mà tổ viết cái giới luật đó chứ con thấy cái kinh Phạm Võng ở trong dưới cái kinh mà Sa Môn Quả có Đức Phật nói đây là của người nữ, ở đây là của người nam cả. Các con cứ đọc dưới kinh đi, rồi con không biết có chỗ nào mà người nữ hơn người nam đâu. Toàn bộ là xuất gia là nữ cũng cạo đầu mà nam cạo đầu chứ có người nào có khác đâu. Cho nên các tổ thì viết ra bởi vì cái tư tưởng mà tỳ thị mà nam nữ đó, là trọng nam mà khinh nữ, cho nên viết ra bao giờ cũng bắt người nữ ép buộc người ta hơn người nam, cái lối đó là trọng nam. Chứ còn ông Phật con coi trong cái giới kinh con thấy không bao giờ mà Đức Phật phân biệt nam nữ, nghĩa là giới vậy là nam cũng vậy mà nữ cũng vậy, chứ không có cái nhiều cái ít. Cứ đọc giới kinh rồi mình các con sẽ đọc cái bộ mà văn hóa truyền thống á, đúng 6 tập rồi sau này con sẽ thấy thầy so sánh, thầy đem ra so sánh cái bộ mà giới cấm á, cái bộ giới bộ ba Timoka đó, dưới cái bộ Ba La Mật Sa Đề đó, rồi dưới cái bộ dưới kinh thì so sánh để thấy tổ viết như thế nào và cái tư tưởng của tổ viết những cái giới này như thế nào đối với người, thậm chí như còn đặt bát tỉnh giới, bắt người nữ phải tôn kính cái người tăng vừa vào mới tu thôi, phải là người nữ phải lãnh lễ trong khi người đó chứng quả là hả. Dạ con nghe coi, cái bà đó đã tu chứng quả là hả, cái ông mới tu này cái tâm si ổng như một đống mà bắt cái bà kia phải lại. Thầy nói thiệt ra khi dễ người nữ đến mức độ như vậy đó, sau này thầy sẽ dạch mặt ra hết. Thì các con đọc cái tập 4 thầy dạch mặt ra hết chưa hết, mà bây giờ sau cái bộ giới này thầy chỉ dạch mặt, bởi vì thầy nói sách của thầy đọc tới chừng nào nó thích nấy rồi, bây giờ thầy dạch rất rõ. Con người sinh ra trời được làm người người nữ như người nam chứ tại sao, bởi vì cái quy luật của nhân quả nó phải âm dương như vậy nó mới có sinh ra chứ, còn nếu không có làm sao được mà lại trọng nam khinh nữ. Còn bên Thiên Chúa như thế nào con biết không, Chúa sinh ra người nam lấy đất sét nắng rồi thành người nam, rút cái sườn của người nam làm cái người nữ, trời đất ơi. Thế nhưng mà lạ lùng vậy, cho nên nó không có đúng gì, cái tưởng tượng của họ nghĩ tưởng ra cái tầm bậy tầm bạ, nó không có đúng. Đức Phật nói duyên sanh, mà nó hợp duyên thì nó sanh ra, thì nó sanh ra theo cái quy luật của nhân quả, quy luật của nhân quả phải âm dương chứ sao. Cho nên làm sao mà khỏi có nam có nữ, thì khi mà sanh con người nam nữ nó phải bình đẳng với nhau chứ, tại sao mấy người ép người ta quá trời vậy. Đi đâu người nữ ở bên Ấn Độ đi đâu cũng phải chụp cái mặt này, không cho người ta thấy cái mặt, làm như dữ tợn kín đáo, dữ tợn. Bây giờ không còn. Bà thầy dạy Đại Đức Ananda mà bạch Đức Phật mà xin cho Di Mẫu và cùng các tỳ nữ mà tu đó, trong thời kỳ Đức Phật đó, việc nó có thật không bà thầy? Mà khi mà Đức Phật về đó là tất cả người nữ người ta thấy Đức Phật tu như vậy, người ta ham tu lắm rồi. Cho nên Đức Phật cho liền chứ đâu phải cần phải tới ông A Nan mà xin 3-4 lần đâu. tới cái bộ giới luật rồi thầy sẽ dạy cái này ra đâu. Bởi vì đối với con đôn mắt của thầy, bây giờ thầy đã làm chủ được mình thì nhìn người nữ như người nam. Cho nên người nữ thầy vẫn cho xuất gia, thầy vẫn cố gắng hướng dẫn cho họ.
mặc dù cái thân người nữ nó vất vả hơn người nam nhiều, nhưng mà điều kiện là tại vì theo cái quy luật cái nghiệp mà, cho nên nó vẫn là một con người chứ không phải là thua người nam mình chút nào. Thầy nói trên thế gian này người nam học hành đậu bao nhiêu thì người nữ họ cũng đậu bấy nhiêu, họ cũng trở thành những nhà bác học á. Mà bây giờ đậu hơn nhà. Người nữ phần nhiều học giỏi nhiều hơn người nam thì giờ bà thầy làm lớn thì không làm lớn bằng, chứ mà học giỏi cũng giỏi lắm. Bị ép chế đó chứ còn trở cho mấy bà làm lớn coi. Mấy bà tổng thống ấy chứ đừng nữa. Bà gì là tổng thống với chứ sao. Người đức thiên đó. Bà thầy gọi như con xin hỏi đến là lần sau là giữa cái đạo Thiên Chúa mà kinh buồn họ dạy như vậy và họ nói như vậy và họ làm những cái việc như vậy mà để giới cái chúng sinh nó theo nhiều như vậy thôi. À cái nhân quả của nó rồi. Dưới cái con người nó còn vô minh đó. Nghe người ta nói cái gì đó, nó tin theo cái đấy. Thánh khải nó tưởng là có ông thánh đâu ở trên trời, ông nó dữ tợn vạn năng, ông nó khải xuống cho một cái ông lên đồng nhập cốt nào đó nói về thánh kinh vậy, cái giết ra những bộ thánh đó. Bắt đầu họ cuồng tín, họ mê tín, họ không có biết, họ nói đó là thánh rồi cho nên họ chắp tay họ kính ngưỡng thôi, họ là con người phàm phu còn kia thánh rồi, cho nên dạy sao họ làm vậy, cho nên nó cuồng tín. Gặp ông Phật cũng vậy, đâu rõ chứ nói bậy nói bạ thì không tin. Có đúng không? Ông Phật nói 10 cái điều đừng tin. Đừng nói ai nói bậy không tin. Tin cái điều như thế nào? Không làm của mình, của người là tin. Thầy tóm lược những cái đó dễ dàng. Mình không làm của mình, của người là một cái đó tin. Bởi vì nó đem là hạnh phúc. Còn cái tin nó đem là cái đau khổ. Cuồng tín như đến đổ mà cầm súng bắn người ta mà nói mình chết đi, mình lỡ có chết đi thì được Chúa rước mình. Trời đó, Chúa gì mà ác quá đây. Cho nên những cái đó là những cái sai. Bởi vì sách thầy mà viết rồi, đậm hết các tôn giáo trên hành tinh này chứ không có riêng tôn giáo nào. Mấy con đậm. Thầy nói, tuy rằng thầy nói nhẹ nhẹ chứ ở trong đó có cái đoạn nói xét ra là họ thấy cay cú lắm đó. Thầy nói thánh khải nè. Thánh khải, thầy dùng cái danh từ ngắn gọn thánh khải nè, là nói bên Thiên Chúa. Mà thầy không nói Thiên Chúa đâu mà thầy nói thánh khải. Mà thầy nói cầu cơ đó, cơ búp đó. Tức là thầy nói mấy người mà dựa vào cơ đó, tinh lành đó, hoặc là cạo đai rồi đó. Có một số mà mê tín á, rồi ba cái đồng bóng đó. Lên đồng nhập cốt đó, bà thứ này dẹp hết cái thứ đó là biệt tử không. Họ tin lắm thầy ạ. Và ở nơi chỗ quê con ấy, có hôm đó họ chạy đi về, họ nói âm này, và con cũng tưởng là coi như là đâu có cái chuyện đó, nhưng mà thực sự là có thật. Họ bốc mồ một cái ông cha đạo, mà bốc lên rồi là coi như là cái nước họ bị bốc ở dưới đất này thầy, mà cái nước vẫn còn nằm trong hòm lại là họ dành nhau, họ muốn họ uống hết. Trời. Còn khiếp luôn. Mà cái coi như không người đến khác không còn nữa, là phải múc nước tráng để mà còn. Trời. Họ tin đến mức độ thế. Tin quá. Coi là cuồng tín. Còn khiếp mà coi như là họ tin lòng quá tin mà coi như mà thực sự hôm cái năm đó con đang còn làm công an thầy, mà coi như họ xin một cái việc là rước ông cha Hồng Y giáo chủ ở trong cả đoài á, để về nơi cái nhà thờ đó của nơi xứ nghĩa trong đó, mà họ xin rải chiếu từ ngoài chỗ cạo mà nơi chỗ hốt xăng dầu mà đi vào cho đến nhà thờ là khoảng chừng 4 cây số rưỡi là họ rải chiếu cái việc phạm, mà coi như là họ lại đến khi về chính quyền không cho là họ lại xin là rải từ ngã tư của ủy ban rải vô đến nhà thờ, mà nhà thờ gọi là về chính quyền cũng không cho, đến khi họ xin rải là coi như là khoảng 500 mét thì khi đó đồng ý thì đến quân vô chết, tôi đi gì tôi để mà để nó bắn ông này chết sao, có phải mấy con thấy không? Mà mình biết cái ông này ông thủ tướng của mình rồi mà tại sao cứ để ông bị người ta cứ lấn áp ông vậy, không hiểu vô đâu. Bởi vì ngộ chân lý rồi, hộ trì chân lý mới con thấy rõ, bảo vệ nó chứ còn gì. Hộ trì là bảo vệ nó chứ gì, bảo vệ nó để rồi mình nó đơn giản như vậy chứ. Mà mấy con biết áp dụng thiện xảo, cho nếu Đức Phật nói thiện xảo đó là biết áp dụng, chứ đừng có cố chấp. Tôi đang tu hơi thở này, giờ cái gì cũng hơi thở chứ lộn xộn rồi không hãi vô buồn ngủ quá trời, bây giờ cứ ngồi hơi thở làm sao mà thở được, làm sao hộ trì cho nó được. Buộc lòng tôi phải đứng dậy đi kinh hành, tôi phá cái hôn trầm nó để tôi hộ trì cái chân lý đó cho nó thanh thản an lạc vô sự cho nó. Các bạn thấy mình biết cái tận gốc rồi mà tại sao mà lại mình không giữ trì gì nó để cho mắt nó đi. Bạch thầy là hôm qua thì con cũng đọc lại một cái đoạn mà con duy trì rằng là cái chữ luật là nó thanh tịnh quan trọng lắm. Thế
nên là đúng như thầy dạy đó, mà con đọc lại cái đoạn kinh Tăng Chi này, con đi đóng thì thầy giữ luật đã thành chịu hết. Đức Phật nói là nhờ giữ luật mà thành chịu hết. Nó đúng. Thì con vì nghĩ rằng là mình phải là theo cái gia duyên của mình giữ được cái giới luật. Và thật quan trọng thì hôm nay thì con cũng phải thay rồi. Thật sự phục ngồi để mà nhờ nghĩ của con đi rất nhiều, như anh em đi mệt mỏi lắm, nhưng mà về là cũng không biết cái pháp thái giới. Nhiều khi đâm ra thì cơ thể mệt mỏi, đâm ra thì sao lảo đảo mất thăng bằng. Hôm nay thì con cũng tin thay rồi. Nó mình khai giới rồi con. Bởi vì khai giá trị phạm, trong khi đó mình biết được cơ thể mình gì. Mình thiện xảo mà khai giới để tôi không bị phạm giới. Nhưng mà khi nó bình phục tới lời rồi chuyện đóng giới lại. Để tôi giữ gìn giới nghiêm chỉnh, để không tôi quen tôi lờn giới rồi tôi phạm qua. Khai giá mình đóng mà. Nó có những cái phương pháp để cho mình giữ gìn giới trong khi tôi còn đang tu mà. Chứ đâu phải tôi tu xong đâu. Cho nên tôi chưa có đủ cái đạo lực để giúp cho cái năng lực ở trong người tôi đầy đủ. Thì tôi phải sử dụng những cái thực phẩm và tất cả những cái phương tiện để cho nó phục hồi cơ thể tôi lại. Còn này tôi cũng chịu chấp giới mà riết rồi khô queo đó, nó chết luôn đó. Nó thành ra cái cây khô á. Cho nên nó phải khai giá trị phạm. Cho nên thầy khuyên là thiện xảo là được. Các con khéo léo thiện xảo tu tập, nó thanh thản an lạc vô sự là mình đúng báo. Bởi vì cái cuốn Những Lời Phật Dạy tập 4 nó xác định rất rõ, rất rõ cái từ cái ngộ, giác ngộ chân lý, rồi hộ trì cái chân lý để mà chứng đạt chân lý. Còn cái ba cái giai đoạn đó mấy con phải hiểu cho rõ. Do mà hiểu, mình nắm được rõ rồi, mình biết là mình không còn tu sai nữa. Thì chỉ còn có nỗ lực thực hiện. Cuối cùng mà thực hiện có con cũng không sai nữa. Các con nghe cái câu Đức Phật nói nè, hộ trì chân lý, rồi chân lý được hộ trì. Dạ, con bạch thầy đâu qua con cũng thấy đi sai lại cái đó, nhưng mà con khoảng này thì hôm con vào đấy thì đúng mà con thực hành đúng như theo lời thầy dạy thì con phải ăn nạp rất lớn, nhưng mà do con nhiều khi nó cứ tăng trưởng cái pháp tu của mình, cho nên con thí nghiệm ở đây luôn thì như vậy hoàn toàn là như vậy mình sống với một cái tấm là luôn luôn bị ức chế, cho nên ức chế thì nó đẩy ra nhiều cái vấn đề. Đúng đó, nên con nói là thật sự là con biết cái tấm của con nó phải thật sự tự nhiên, tu nó phải nhẹ nhàng thanh thoát. Và như vậy thì kéo dài cái đàn thái ra đó, thì hôm nay thì con cũng trao đổi với thầy là con nhận ra được thái đó. Và như vậy là nó cũng đó là một cái con nhận ra con tư duy. Để con cũng đọc lại cái bài của thầy dạy đọc đó thì con cũng tư duy rất chỉnh đạt là đi cho cái gia duyên thì con cũng trao đổi thầy. Được rồi, mấy con đi về giải quyết gia đình cho nó xong xuôi rồi nó đủ cái duyên rồi đó. Bắt đầu mấy con vô, mấy con tu đi, từ bắt đầu đi tới chứ không có lui nữa. Thế còn bây giờ thật sự ra thì mấy con đang ở trong cái chiếc áo cư sĩ, mấy con đang sống đạo đức trong gia đình của mình, trong xã hội, chưa phải là người mà đi sâu được đâu. Không biết đi sâu, hộ trì chân lý để mà chứng đạt chân lý không phải dễ, khó. Nó đòi hỏi mình phải sống độc cư trọn vẹn, mà không còn gia duyên để lo lắng trong tâm, chứ còn thì mấy con tu không vô đâu, không có hộ trì nổi chân lý của mấy con, nó sẽ bị buộc tai hoạn. Cho nên mình sắp xếp đâu cho ổn ấy rồi quyết định con đường mình phải đi tới. Chứ không thể nào mà biết cái này mà không đi tới, quyết định là phải đi tới. Thì do đó sắp xếp đâu hết, thì mình lại thấy hết bổn phận của mình rồi, con cái lớn con hết rồi. Bây giờ còn những năm còn lại là dành riêng cho mình. Thì lúc bây giờ mấy con khép mình ở trong cái khuôn khổ, vô trong tu viện, mình xin một cái tháp ở đó, xin cơm ăn rồi. Ngày bữa thôi, nhất định là hàng ngày để hộ trì cái dân lý của mấy con. Thì thầy bảo đảm mấy con sẽ chứng đạt chân lý, không có gì, không có khó nào. Mình chỉ nỗ lực thôi. Thầy, con xin trình pháp môn con tu từ ngày hôm qua đến nay. Vì ngày hôm qua là sáng mẹ ở giảng đường về thì con vào pháp tu. Thì con đi kinh hành được 30 phút. Thì con ngồi tỉnh niệm hơi thở vô ra. Thì con niệm 10 phút thì được 75 hơi. Như vậy là coi như đến 75 hơi thì cái mũi tên này nó giật một phát và mặt nó kéo lại là coi con xạ luôn. Thế là coi như là con không mấy nữa. Sau con đi tiếp tục một tiếng nữa thì con tỉnh niệm hơi thở là được 14 phút thì được 120 hơi. Một cái lần này thì thấy là coi từ cái ngang vai này trở lên đó là hơi tê, mà đầu có hơi váng một tí là coi như là tại vì là coi như là con với cái chân ở dưới này ngồi kiết già thì nó hơi vì mình đi cái hành niệm nó nhiều quá cho nên mà nó bị hơi đau thì con xả luôn. Thế là con không ấy nữa.
Còn thì buổi chiều con tu và con đi một tiếng rưỡi rồi thì con ngồi kiết già và định niệm hơi thở là 30 phút thì được 270 hơi, mà vẫn là coi như là sáng suốt bình thường, không có một cái gì chướng ngại đó đến với mình, và không có một cái sự hôn trầm, mà cũng không có một cái sự, nhưng ở dưới đôi bàn chân này thì có hơi nhức một tí, đó là coi như. Còn tối thì con không thực hành cái pháp môn đó, mà con chỉ đi một tiếng rưỡi xong là coi như là con vào con thư giãn và con đọc sách. Nhưng sáng hôm nay thì khi con vừa tỉnh dậy một cái thì vừa đúng cái giờ luôn, nhưng mà sao người con nó mệt mà coi như là con hơi rán lại khoảng đâu dăm 20 phút đó, thì con mới vùng dậy được. Con vùng dậy xong rồi ra là coi như đã động tác thể dục các thứ xong rồi, vào đánh răng rửa mặt xong là ra là con đi kinh hành niệm thì được một tiếng tròn. Vừa đúng một tiếng tròn thì người con tự nhiên là coi như nó mỏi mệt, là con nhào vô cái trong cái thềm luôn. Thì con vào là con ngồi luôn là coi như là cái đỉnh thang này là coi như là thư giãn. Thì thư giãn được vừa mới được đâu 5 phút thì thấy tự nhiên là mắt nó kéo sầm lại và nó thiếp. Thì con thấy một giấc mơ mà con cởi lên một cái chiếc xe máy, mà con đi trên đường là đường đất đá mà trọc rồng mênh mông, nhưng mà coi như con cái xe nó bay mà coi như là con tưởng gặp những cái ủ đá này thì coi như nó hút vào là con sẽ chết, nhưng mà vẫn bay qua. Thì bay trên đường bay như vậy là xe không dính mặt đất nữa và đường đá nó nữa. Thì đến một cái vòng cua như nửa cái mặt nguyệt này thì họ người cứ gặp ở dưới đồng, họ mới nói là nếu mà cua vào được cái cua này với là giỏi, mà đi gì mà đi ghê gớm đó. Thế là coi như là con vẫn đi vô cua tốt, không hề va chạm. Nhưng đến vừa hết cua thì không có đường, là coi như sang bờ ruộng và gặp một cái cuốc con cùng cày xe đi qua luôn, coi như không có một cái gì mà coi như ấy. Thế là coi như là con tịnh đến đó, là coi như là con tịnh thì không biết đây như thế nào, còn sao lại đỉnh tháng xuân một tí thì nó lại cứ thiêm thiếp trong người, nhưng mà thiêm thiếp vận tịnh chứ không phải là mê. Thì bạch thầy là coi như sáng hôm nay thì có một cái hiện tượng nào nó xảy ra như vậy. Chỉ là cái hiện tượng con muốn bay coi như là đều là mộng mị hết. Trong cái mộng mị đó thì nó không phải là ác mộng, nhưng mà nó được cái mộng thành công ở xe mà bay bay mà đá về học cái rồi thì coi tập được cái là bay luôn qua hết coi như không. Mà nhất là vô cái cua này họ gặp lại dễ đồng là họ bảo chứ đi gì mà đi nữa, mà vào cái cua này không bằng không bộ được cái giỏi. Thế là con vào cua vẫn tốt rồi coi như không hề cua tốt. Đó là cái giấc mộng của con. Bởi vì sau này cố gắng khắc phục, biết lúc bây giờ nó nếu mà nó thiếp vô thì thế nào cũng bị mộng. Vì sau cái thời gian con bị ức chế là nó sẽ thực hiện qua cái giấc mộng chứ không có gì đâu. Nhưng mà vì này phải thấy như vậy đó, khi mà mỏi mệt vậy con phải vượt qua cái mỏi mệt đó. Chứ đừng có ngồi, khi mà đi mà thấy nó mỏi mệt đi nữa, nó cho mình chết. Vượt qua rồi con thấy nó khỏe, nó phải ghê luôn. Đừng có sợ, đừng có đầu hàng, nó đừng có lấy vô mà ngồi. Mạnh tay tự nhiên là lao vào trong thềm luôn đấy không? Bị nó quậy quải quá rồi. Dạ. Rồi này bắt luôn, phải lôi ra, không có được lên trên trong thềm ngồi. Nó mỏi mệt chừng nào con nói nó nỗ lực vượt qua cái khó khăn đó. Bởi vì tu tập nó phải thấy được cái chỗ đó, cái chỗ mà nó tạo cho mình cái thích lười biến, tạo cho mình để mình ngủ đó. Không có gì. Cho nên lúc bây giờ biết là trong cái giờ này không phải là giờ nó ngủ rồi. Tìm mọi cách phá nó, tức là con phải bắt buộc nó phải đi kinh hành. Nó lủi qua lủi lại cũng đi, nhất định là không có được ngồi yên. Phải động đậy cái thân kia dữ rồi. Còn con nếu mà con thấy con đi hết muốn nổi rồi, con ngồi xuống. Còn con đưa tay ra kia dữ vậy nè. Ngồi tại một chỗ mà cứ đưa ra đưa lại về, đừng cho nó động thân, đừng cho ngủ. Chứ mà con ngồi yên cái nó ngủ à, ngủ liền, khó lắm. Thấy cái mặt hôn trầm, tìm yên, thấy cái mặt si, nó sợ lắm. Nó đánh quể quải, nó đánh mệt mỏi, nó đánh lười biếng, nó đánh sao. Nó làm cho người ta không có còn cách nào mà tỉnh được. Cho nên phải ráng chiến đấu, thắng nó một lần sao nó ớn, nó sợ. Nó đánh vậy đó chứ mà thắng nó lần, nó bắt đầu nó không dám, nó đánh sơ sơ cái. Cái mình chỉ hâm dạ nó thì chết rồi nha, cái nó lo nó đi. Còn mình không thắng nó mà nó thắng mình rồi đó, nó đánh mình nhiều hơn, nặng hơn.
nó hay lọt. Thầy con nghĩ cái pháp môn này á, tuy là rất bình thường nhưng mà học thực tế là có mệt gấp mấy lần đi cày này. Đúng vậy. Mệt gấp 8 lần đi cày á, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu mà gọi như người nó như luôn. Vì thực tế là đứng lên đứng xuống liên tục rồi bước đi không khi nào, còn mà học lơi lỏng thì nó cái chó là dễ, nhưng mà thực tế đi vào mà mình học viên thì mà mình học cho đúng cái luật thì con thấy nhọc gấp. Nhọc lắm rồi. Nhọc mấy lần đi cày. Đúng rồi, con có đi cày rồi con biết, cày một buổi cày rồi mới biết. Nó quỷ quải ghê đó. Con nói đúng đó. Cái tu tập này nó nhập nhằn ghê gớm lắm đó. Bởi vì nó rèn luyện cái nghị lực mình ghê lắm. Còn mà tu mà cứ đi lơi chơi này, chơi đi kinh hành này mà đi ít bước rồi lại nghị thì nó cũng thấy lắm, nhưng mà đi cho nó ấy đúng đó, thấy đúng cách đó. Thì nó con nói là đúng, con đi đúng cách rồi mà con mới thấy cái nghị lực mình có mình đi nổi hay không đó. Còn nếu mà cái người mà không gan dạ người lực là thấy thôi đi chơi chơi rồi cái ngồi nghỉ chơi chơi rồi như là đi mà đi coi như là đi dung dưỡng đó thì không có đúng cách à. Đi cho thật đi như con nói, đi như đi cài. Nó mệt gấp trăm lần đi cài đấy à, chứ không phải là mệt vừa. Đúng vậy đó, chân tay nó rã rời hết á à. Mà con vẫn cứ kiên trì là coi như là nó tập như vậy đó, thầy bảo đảm con nó sẽ thành công, nó mới vượt qua những cái khó khăn đó. Bây giờ mới biết là người có ý chí, có nghị lực chứ, còn không thì đâu có biết được. Con bạch thầy, thầy xem lại là tình hình của con nữa, thì con xin bạch thầy là sau một tuần mới kiến thức thứ hai, thì hôm qua là thứ bảy, tức là 6 ngày. Thì thứ bảy tuần trước và chủ nhật thì đứa con giao thừa, có như con nghỉ đó, nó giao thừa từ cái buổi đầu đến, nhưng mà chỉ thức vào nhận phẩm thầy dạy thì từ cái thứ hai đến thứ sáu hôm qua, đến thứ bảy hôm qua là 6 ngày. Thì 4 ngày đầu á là con cũng thấy tương đối nhẹ nhàng, còn chung với nhiệt của trung người thì cũng còn lúc thăng trầm như thời ở nhà đến, chưa có thay đổi, cũng có lúc thăng lúc thấp lúc cao. Nhưng đặc biệt quá để chiều thứ sáu, tối thứ sáu vừa rồi thì lực của tình nhiệt là lượng trung người là đến cao hơn trung bộ ngày trước. Đêm khuya đêm tưởng là khuya đêm thời tiết nhẹ thì anh nhẹ đi, nhưng mà vẫn thấy nóng cực như cái chỗ ngồi ở bên một động rèn lửa đổ đó, thì đó là cái bình nhược người đó là thấy cái xúc không cầm như nó vẫn chưa có cái hiện tượng như bình hoa. Còn bên ngay thì vẫn thấy ngay như bây giờ đây nó cũng vẫn còn nóng, nhưng mà nóng nhẹ hơn thôi, chứ cũng vẫn nóng không phải là bình thường như người lúc mát lúc ở đây kia. Thì đó là về cái thân nhiệt thôi. Còn trong cái hành pháp thì một ngày trước cũng được con là ám chỉ nhiều lời dài quá, thì có thể là chạy quá đến quá hạn nó không, thì qua những cái chiều thứ sáu tháng thứ sáu thì cũng được, nhưng mà chiều thứ sáu tự nhiên là khi bắt đầu 2 giờ bắt đầu làm thì nhìn được thấy trên 2 phút này nó căng tỉnh đấy. Khi con về làm phải có 40 phút vào 20 phút ra sau, nên đi là không nổi nữa, là con người thở, con thạc thạc là đi kinh hành, cho con phải không ẩm ẩm thì lời là nhập là xong được, thì con đừng về là còn đi kinh hành thì giảm từ 30 phút rồi được, con lại bị quấy vô làm thử lại, nhưng mà làm thử cũng được, kêu là con bỏ luôn cho con thở không thở được hay không, thì con chờ đến ngày trường hôm qua lên để hỏi là sao thầy cũng không kịp. Chiều hôm qua tháng hôm qua về để con thay cái lời tạm bài viết tạm bài tức là tạm của nhạc tâm, là con đụng theo thầy dạy câu đầu tiên là bệnh thần kinh lâu phải chưa khỏi, con biết tôi đưa tay ra thì bệnh nhân thấy theo tay phun ra thì thật thì tưởng tượng là ta bệnh trong người theo tay ta rồi phun ra thì phải thì có nó là về về tưởng. Còn sau một câu nữa là con kịp mình con đọc theo cái bài của thầy dạy phố thuần tâm thì thầy rất ngắn gọn, cho nên con đọc thêm câu thứ hai là an tịnh tâm hành, con bảo an tịnh tâm hành
tôi biết bệnh thần kinh đã đoạn diệt, thì sáng hôm qua con làm con ngắn thế thôi chứ một ngày trước cái con làm thì dài, thế con nghĩ tưởng là có thể là hành chạy đi quá rồi thì thay đến tình trạng là phù như vậy. Thì sáng hôm qua con tỉnh lại là có hai câu ngắn rồi nó vậy, nhưng mà được buổi sáng hay buổi chiều thì con cũng làm thấy là bắt đầu vào luôn rồi chọn hai ba chỗ, như những cái buổi trước tuần ở nhà là những cái thời nhà là thỉnh thoảng tuần thời tầm dăm bảy ngày thì đồng hồ thì càng càng tuyên trời lên nó chọn như vậy. Nhưng mà con cũng thường nghĩ qua như vậy, mà sau đó là tôi cũng xuống thời thật sau đến lúc 3 giờ con làm được hai một chiều thì sau giờ sau thấy cái giờ thứ hai đấy.